Channel xin chào các bạn. Yên hoa, yên hoa, yên hoa, hoa anh đào. Thảo hoa, thảo hoa, thảo hoa, hoa đào. Tu chuyên, tu chuyên, tu chuyên, Đậu quyên. 花朵，圆七里香，七里香，栀子花特里，栀子花。和，接下来，有道题，选出适当的词语，讲的特好。校园里的花，什么什么，樱花、杜鹃，什么什么，桃花、汉。 Chi lì xiang. Lặp lại lần nữa nhé Xào yuán lì tờ hoa Sở mơ sở mơ Hai ô yu dung này sẽ chọn ra hai từ thích hợp để điền vào nhé Yên hoa Tu chuyên Và tiếp theo hai ô yu dung tiếp theo là Chọn ra hai từ thích hợp để điền vào hai ô yu dung này Thảo hoa Han. Chi lì xăng Xào yuán lì tờ hoa những bông hoa trong khuôn viên trường hai ô trống, yên hoa hoa đào, tu chuyên hoa đậu nguyên và hai ô trống, thảo hoa hoa đào, hành và chi lý hương, hoa thất lý hương. câu thứ nhất, chủ là trừ khi ngoài ra, hải dò còn có câu thứ hai rủ của nếu mà tàn sư nhưng mà câu thứ ba ý hồ sau này sau đó chia trở, tiếp đó tiếp theo yên way bởi vì vì vậy yên gai cho nên nên trong bốn câu này một hai ba bốn câu thứ nhất là câu thích hợp trong câu này nhé điền câu thứ nhất vào và sau đó cho này sẽ lặp lại câu hỏi này một lần nữa nha. Sao vẽ lì tờ hoa, trừ lợ yên hoa, tu thảo hoa, hành chi lì Những bông hoa trong khuôn viên trường ngoài hoa đào, đổ quyên, hoa đào và còn có thất lý hương. Bài học về từ vựng tiếng Trung và cách làm bài tập tiếng Trung của Jenny đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo nha. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhé để sớm nhận được video mới nhất của Jenny. Jenny xin thân ái chào tạm biệt các bạn.